để em phụ chú cho. Ủa cậu hả? Sao khỏi đi. Nhanh ra, nhanh ra, nhanh. Nhanh ra. Nhanh ra. Tôi nói khỏi mà. Cái gì kỳ vậy? Xe mới sửa đây mà mấy cái thằng cưa hở rửa xe này nó thuốc luôn hay sao? Để em phụ chú. Đừng có nhịn vô, tôi đã khỏi cần mà. Chú sao không chú? Hầu sao? Dạ tốt rồi, mình về chú. Khoan. Dạ. Cảm ơn à. Nhóm về nổi không? Dạ nổi. Đi chú. Đi chú. Cái bụng ba đang thôi à. Bầm như vậy có đau lắm không anh? Ba không sao đâu, bầm sơ sơ thôi à. Vậy để con hỏi cho ba nha. Ủa vậy hả? Hết đau chưa ba? Ba không sao, ba hết đau rồi. Ken của ba giỏi quá. Em coi, chú có bị gì không? Không sao đâu con. Lớn tuổi rồi, nhức mỏi sơ sơ thôi. Còn đó, lo chú ý vết thương của mình, coi có bị chấn thương ở bên trong hay không nữa. Dạ con không sao, nó chỉ bằng ngoài da thôi à. Con qua con coi vết thương của ông ngoại, con thổi cho ông ngoại đi. Ông ngoại cũng bị đau giống ba vậy đó. Dạ. Thì để con thổi cho ông ngoại nha. Ờ. Ông ngoại hết đau chưa? Ừ, ông ngoại hết đau rồi. Cảm ơn con nha. Mẹ thấy giỏi không? Gen của mẹ là số 1 đó. Ông sao vậy? Thường ngày hay giành nói lắm mà. Sao vậy im re vậy? Thằng nhỏ vì cứu ông mà nó bị thương đó. Chắc nó mắc nợ ông quá. Ông à, ông suy nghĩ lại đi. Tôi thấy thằng Quang đó là đứa tử tế, ăn học đàng hoàng, lại thương con Hà nữa. Với lại nó cũng vừa cứu ông đó. Hai đứa nó lại có ý định đến với nhau nữa. Như vậy là tốt quá rồi. Không hiểu nổi à. Ai đời ba ruột thì không cho nhận. Chắc là cả đời này á, thằng Ken nó phải sống với bà ghẻ quá. Như vậy mới hài lòng. Thì không hiểu nổi à. Coi dọn cơm cho nó ăn. Dạ cho con gửi mấy thùng hàng à. Ủa sao hàng sống giao cho người ta đem về đây là sao? Dạ dạ. Ồ, trời đất ơi, cái thằng này. Dạ. Ủa vậy là sao hả Tý? Ông Tám bà Tám á chở con ông đi đẻ rồi, ngày mai mới về là con mới giao được. Rồi sao để đây, đi vô nhà giùm đi. Dạ trời mưa rồi, con còn 4-5 chỗ chưa giao lận. Rồi mày đi đi nè, đi đường cẩn thận nghe chưa, đường trơn trượt đó. Dạ dạ. Để ông giúp cô. Che dù đi con. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ.
Dạ thưa cô chú uống về. Khoan đã, cậu vô trong nhà, tôi có chuyện muốn nói. Dạ. Cậu ngồi đi. Dạ. Dạ để con. Cậu có biết là vì sao tôi tức giận với cậu không? Dạ con biết. Dạ con cũng hiểu. Trong thời gian vừa qua, lúc Hà xin Ken, con không có mặt chăm sóc cho mẹ con cổ. Dạ con sai rồi, cái này lỗi tại con. Cậu sai rồi, đó không phải là lý do ở đây. Tôi biết là con bé Hà nhà tôi, nó tự ý sinh con và tự ý nuôi con, mà vốn dĩ cái chuyện đó là cậu không biết. Cái mà tôi tức giận ở đây á là tại sao cái số mạng của con Hà, tại sao nó luôn phải gặp cậu. Bây giờ cậu trả lời tôi thật lòng, cậu đến với con gái tôi á là gì? Trách nhiệm hay là thương yêu nó thật lòng? Nói thật. Dạ có chú đây, con xin thưa thiệt luôn, con cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Dạ con thương Hà là tình cảm thật của con, chứ không phải là vì trách nhiệm hay là vì bổn phận của mình. Cái đó là từ tâm của con. Con thương cô ấy, con mong chú cho con được ở bên cạnh Hà, được chăm sóc cho mẹ con Hà. Thật ra thì tôi thấy cậu có đủ điều kiện để mà chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con nó. Nhưng mà lòng tôi thì không muốn con gái tôi nhận những cái thứ đó từ cậu, vì trách nhiệm. Bởi vì cái điều đó nó không khác gì cái lòng thương hại hết. Tôi muốn là cậu thương yêu con gái tôi và cháu tôi thật lòng, dùng trái tim, dùng tình cảm để chăm sóc cho hai đứa. Dạ thú thật với chú là lúc đầu con đến với Hà, đến với Ken là vì trách nhiệm. Tại vì con biết vì cũng lỗi phần tại con, cho nên cổ mới xin Ken. Nhưng mà sau một thời gian tụi con tiếp xúc với nhau và con cảm thấy là cuộc đời của mình không thể nào sống thiếu hai người đó được. Con xin chú cho con một cơ hội để được ở bên cạnh Hà với Ken. Tại vì chỉ những lúc ở bên Hà với Ken thì con mới có cảm giác là đây là một gia đình. Xin chú cho con có cơ hội để tạo ra một gia đình nhỏ của mình. Con hứa con sẽ chăm sóc cổ và Ken một cách chu đáo nhất. Tôi sẽ tin cậu lần này. Hy vọng là cậu đừng thất hứa và đừng làm cho mẹ con nó khổ nha. Dạ con hứa, con sẽ không làm cho cô chú phải thất vọng.